Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ lên cho anh em hai con máy, một con iPhone 12 và một con nữa cũng là iPhone 12. iPhone 12 trong năm 2022 thì không còn gọi là ngon nữa bởi vì là cũng ra mắt 2 năm rồi. Nhưng mà một cái ngon ở đây đó là giá. Giá của máy đang rất là mềm, nó chỉ đâu đó khoảng tầm 12 triệu thôi. Và trong cái 12 triệu đó ấy, anh em còn có thể sở hữu một con máy hàng mới full bắc nguyên siêu. Vậy thì dùng em nó có gọi là còn là ổn hay không? Và những lưu ý gì khi mua máy này thì cùng mình bắt đầu nhé. Và nếu mà các bạn đang tham khảo dòng điện thoại iPhone 12 mới và cũ thì hiện tại có thể tham khảo tại chuỗi cửa hàng Clickbuy đang có mức giá cực kỳ ưu đãi. Không những thế còn có gói bảo hành rơi vỡ vào nước độc quyền chỉ có ở Clickbuy. Theo như mình biết thì chưa có bên nào có thể có gói bảo hành tối ưu cho anh em như thế này. Đường link chi tiết thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả cho anh em tham khảo nhé. Đầu tiên khi mà mình cầm cái máy này trên tay ấy, thì mình phải nói là em máy này có một thiết kế khá là tối ưu. Và con iPhone 12 ấy cũng là dòng iPhone đánh dấu sự trở lại của cái thiết kế vuông vức của các dòng iPhone hiện tại. Màu sắc thì em máy này có tổng cộng là 6 màu. Có cả màu tím mà giống hệt dòng iPhone 14 bây giờ luôn. Nếu mà anh em cầm hai con trên tay, nếu mà không nhìn cái cục cam này thì rất là khó mà phân biệt. Máy thì sẽ có thiết kế khung viền bằng nhôm, sẽ không phải bằng thép, mặt lưng bằng kính. Đang tiện nói về cái khung viền bằng nhôm với lại mặt lưng bằng kính này thì cũng là cái lưu ý đầu tiên cho anh em. Khi mà anh em mua con iPhone 12 ấy, thì mình khuyên là lên dùng ốp. Bởi vì sao? Con máy này ấy, nó đang có một cái khung viền bằng nhôm, nó không phải khung viền bằng thép. Cái khung viền bằng nhôm này nó cực kỳ dễ móc và dễ bị chóc sơn. Và cái mặt lưng bằng kính này nữa, khi mà anh em rơi ấy, thì nó rất dễ bị vỡ. Mà khi mà vỡ thì chi phí sửa rất là cao. Cái cụm camera thì cũng thế. Cụm camera nếu mà anh em dùng cái bọc camera để lên bàn thế này, kênh kênh các thứ thế này thì nó rất dễ bị xước và chóc sơn. Đó là một cũng là một cái lưu ý kỹ cho anh em trước khi mà anh em mua con máy này. Chuyển qua đến phần màn hình thì con iPhone 12 này được sở hữu một màn hình 6.1 inch và so với dòng iPhone 11 thì đã được nâng cấp lên là màn hình AMOLED, cho nên là cái chất lượng hiển thị và hình ảnh xuất ra trông khá là đẹp. Và một cái nữa là màn hình của em này có độ sáng tối đa lên tới 1200 nits, cho nên là cái việc sử dụng ngoài trời nó khá là thoải mái. Máy thì sẽ có kháng nước là IP68. Nhưng mà đây, tiện nói về cái kháng nước thế này thì cũng là lưu ý tiếp theo cho anh em khi mua em máy này. Đó chính xác là anh em không nên lạm dụng cái chuyện kháng nước ở dòng iPhone này nữa. Bởi vì sao? Máy thì cũng được ra mắt khá là lâu rồi và cũng đây là cũng là có con máy cũ nữa. Cho nên là cái việc sử dụng lâu dài khi mà anh em sử dụng một thời gian chơi game các thứ, nó nóng máy hay là sạc thì cái việc lỏng doang là chuyện khá là bình thường. Và khi mà bị ngấm nước vào rồi ấy, quỳ đổi màu bên trong thì chắc chắn là anh em mang đi bảo hành sẽ bị từ chối. Và một cái nữa là cái phần loa thoại này thì cũng nên tránh cái việc mà bị ngấm nước vào đây. Bởi vì là khi mà bị ngấm nước vào đấy thì cái việc đầu tiên là cái loa của anh em sẽ bị rè. Và một cái nữa là hỏng Face ID. Và khi mà hỏng Face ID thì cái chi phí sửa của nó cũng cực kỳ cao luôn. Nó phải tầm khoảng tầm 40% giá trị máy. Trước thì mình cũng có một con máy hỏng Face ID, chính xác là Getmark. Thì lúc đó mình mang đi sửa ấy, thì người ta báo mình đâu đó khoảng tầm từ 3-4 triệu. Lúc đó bán máy thì cũng chỉ có được 9 triệu thôi mà sửa mất 3-4 triệu rồi thì còn sửa làm gì nữa. Thế nên là thôi mang về. Và nếu mà bị hỏng Face ID thì cái tính bảo mật của anh em nó cũng giảm đi khá nhiều, dùng nó rất là bất tiện. Chuyển qua đến phần camera thì con máy này sẽ có hai cụm camera, bao gồm một camera chính và một camera góc siêu rộng. Nó đều là 12 megapixel, nó sẽ không có camera tele. Và do là vẫn là 12 megapixel cho nên là các hình ảnh khi anh em chụp ra ở điều kiện đủ sáng hoặc điều kiện ban ngày thì gần như là không có sự khác biệt, nó khá là tương đồng. Có chăng là khác thì nó sẽ khác ở cái việc là anh em chụp ảnh buổi lúc mà thiếu sáng ấy thì hình ảnh nó sẽ không bị mờ, bị ngon như dòng iPhone 11. Và một cái nâng cấp nữa là ở camera góc siêu rộng này nó sẽ có chế độ chụp ảnh 2:1 cho anh em. Tiếp đến là cái camera selfie này. Thì camera selfie này thì cái độ phân giải nó vẫn thế thôi. Nhưng mà anh em sẽ có chế độ diffusion ở camera trước này. Thì cái chế độ này nó chỉ có ở camera sau của dòng iPhone 11. Và cái cuối cùng là chính xác là cái hiệu năng của em máy này. Thì con máy này được sở hữu một con chip là A14 Bionic. A14 Bionic này hiện tại nó chỉ kém một đời so với dòng iPhone 14 thôi. Vì sao? iPhone 14 vẫn dùng A15 mà. Đó nên là cho con chip này nó vẫn rất là mạnh trong cái thời điểm hiện tại. Và cái điểm AnTuTu mình đo được là nó đâu đó khoảng tầm 560.000, hơi đuối một chút. Nhưng mà khi mà chuyển qua trải nghiệm chơi game ấy, các tựa game như cả Liên Quân này, Liên Minh và PUBG, thì khi mà mình để cấu hình khoảng tầm cao thì vẫn có một FPS ổn định, máy nó không bị nóng nhiều. Chuyển sang tựa game cao cấp hơn là Genshin Impact thì tình trạng giật lag khá nhiều khi mà để cấu hình cao.
medium thì cũng không tránh khỏi, nó giật lag ít hơn một chút, nhưng mà để mà anh em chơi game mà ổn định ấy thì giật lag một xíu thôi cũng là rất là khó chịu rồi, đúng không? Và một cái nữa là con máy này nó ra mắt 25 rồi, cho nên nó chỉ được trang bị một viên pin là 2008. Với cái viên pin 2008 này, nếu mà anh em sử dụng các tác vụ hàng ngày bình thường thôi ấy, thì nó sẽ rơi khoảng tầm 6 tiếng đến 7 tiếng rưỡi, nó gọi là đủ một ngày. Đấy là mức pin khoảng tầm 100% nhé. Còn nếu mà anh em mua máy cũ thì nó phải mức pin nó chỉ lanh quanh khoảng tầm 85 đến 90 thôi, thì chắc nó chỉ đâu đó khoảng tầm 4 đến 5 tiếng sử dụng thôi, thì chắc là vẫn phải dùng thêm sạc. Và một cái lưu ý tiếp theo của máy này này là giá như mình nói bên trên, nó lanh quanh khoảng tầm 12 triệu đúng không? Nhưng mà 12 triệu đó là cho phiên bản 64GB. Nói thật là bây giờ các dòng iPhone hiện tại ấy, thì nó đã cắt cái phiên bản 64GB khá là lâu rồi. Bởi vì sao? Bởi cái 64GB nó rất là ít, anh em dùng để mà chơi game, chụp ảnh, quay video ấy, thì chắc là dùng một chút thôi là đã đầy máy rồi, thì lại phải mua thêm cái gói iCloud 50GB hay là 200GB gì đó thì dùng thực sự là không tiện cho lắm. Nên là nếu mà anh em cố được ấy, thì nên cố cái phiên bản thấp nhất là 128GB. Vậy thì tổng kết lại của iPhone 12 này còn ngon trong 2022 không? Thì theo như mình đánh giá, nếu mà đặc biệt là sau khi cái dòng iPhone 14 này ra mắt ấy, thì mình phải nói là mình đánh giá cao con iPhone 12 này. Bởi vì là hiệu năng nó vẫn còn ok này, camera tốt này, thiết kế thì y hệt. Vậy thì tại sao không chọn con này trong khi nó chỉ bằng nửa giá con iPhone 14 thôi? Vậy thì anh em nghĩ sao? Có thể comment ở phía bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã nghe. Bye bye.